Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Như còn vài ngày nữa thì cũng đến Tết rồi ha. Thì mình sẽ làm ra một món đậu phộng da cá để nhâm nhi những ngày Tết cho các bạn. Thì mình cũng có là 250g đậu phộng, với mình cũng có 100g nước cốt dừa, 100g đường, 350g bột mì, với lại mình cũng có 40g bột bắp và 10g bột nếp và một tí xíu muối. Mình sử dụng là 3 loại bột nha các bạn. Mình trộn lại như vậy thì mình sẽ làm cái đậu phộng da cá thì nó sẽ ngon hơn. Còn nếu mình làm cái đậu phộng mà mình chỉ làm mà bột mì không thì nó ăn nó sẽ bị cứng, và nó khi mà mình lắc lên mình chiên lên thì nó sẽ dễ bị nứt, nó sẽ không có được ngon nha. Thì bây giờ là mình sẽ tiến hành là mình sẽ cho cái phần đường vào trong cái nước cốt dừa này. Mình sẽ quậy cái phần đường này cho nó tan với đường ra ha. Đây là các bạn, mình sẽ làm thành một chén luôn nè, rồi mình cũng quậy cái nước cốt nè, muối nè, đường nè, mình quậy cho nó hòa tan hết hẳn rồi mình mới làm tiếp cái phần đậu phộng nha các bạn. Đó, mình sẽ quậy cho nó đều ra là được rồi. Trước tiên bột thì mình sẽ trộn đều với nhau ha, rồi mình mới cho vào đậu phộng nha các bạn. Bây giờ mình sẽ cho hết cái phần bột mì nè, bột bắp nè, bột nếp mình sẽ cho vào hết luôn, rồi mình sẽ trộn đều lên. Đó, bây giờ mình cứ việc là mình rây cái phần bột này nè cho nó đều ra, còn không thì mình trộn lên, mình trộn lên gì nè, cái mình rây bột cho nó mịn ra ha. Đó, giờ mình cứ việc mình rây cho nó bột nó cho nó trộn nó đều, nó rớt xuống cho nó mịn mịn ra các bạn. Các bạn thấy cái bột của mình á, nó mịn nghe không, mà nó đều nữa. Thì mình cũng chuẩn bị cái thao lớn nè các bạn, thì mình sẽ cho đậu phộng vào trong thao ha, cho hết luôn. Rồi sau đó thì mình cũng múc nước cốt dừa nè, hồi nãy mình cũng quậy đường á cho nó tan ra hết rồi nè các bạn. Bây giờ mình cứ việc là mình múc nước cốt dừa, mình cho đậu phộng từ từ nha, cứ một muỗng nước cốt dừa thì mình sẽ cho là một muỗng bột. Đó, mình trước tiên mình cho nước cốt dừa vậy nè, rồi cái mình sẽ lắc cho cái đậu của mình á cho nó thấm nước cốt dừa với đường á cho nó đều nha, thấm cho nó đều thì coi đều luôn. Và sau đó thì mình sẽ cho một muỗng bột nè, cái mình cũng rây cho cái bột của mình á cho nó đều. Cứ một muỗng nước cốt dừa là một muỗng bột, rồi mình cũng rây, mình lắc như vậy nè các bạn, lắc cho cái phần bột á nó sẽ đều với lại đậu phộng ha. Mình cứ việc là mình lắc cho nó đều thiệt là đều luôn. Đó, như vậy thì cái đậu phộng của mình á nó sẽ thấm bột từ từ, chứ nếu mà mình cho nước cốt vào rồi cho bột vào như vậy thì nó sẽ bị dính cục, thì đậu phộng của mình nó sẽ không có được ngon nha. Cái đậu của mình bây giờ nó cũng đã rời ra hết rồi nè. Bây giờ mình cái việc là mình cho một muỗng nước cốt dừa nữa, thì cứ một muỗng nước cốt dừa là một muỗng bột ha. Thì bây giờ mình cứ việc như vậy mình làm tới khi nào cho đến hết cái phần nước cốt dừa và bột của mình thôi nha. Nãy giờ đậu phộng á là mình gưới là cũng được là 3 lần nước cốt, 3 lần bột nè. Khi mà mình cho bột vào nó, các bạn thấy là cái bột của mình nó rời ra, nhưng mà cũng có một vài hộp á là nó sẽ dính vào nhau như vậy nè. Thì mình sẽ cho nhiều lần như vậy á, cái phần bột của mình nó sẽ thấm vào trong cái đậu phộng nè. Thì cái hộp đậu phộng của mình nó sẽ tròn, nó sẽ đẹp và nó sẽ ngon hơn ha. Đó, thì bây giờ các bạn nhớ là mình sẽ lắc cho nó kỹ.
mình cũng cho nước cốt một muỗng và một muỗng bột thôi. Ví dụ nếu mình thấy cái bột của mình nó hơi lưng á, thì mình sẽ múc cái muỗng bột mình nó cho nó đầy lên tí xíu, chứ tránh nhiều khi mình cho nước cốt nhiều quá thì nó sẽ dính ở dưới cái thau nè, đó, nó sẽ bị dính như vậy nè, thì nó sẽ bị dến cục lại á, thì nhìn nó sẽ không có được đẹp mà nó cũng không có được ngon ha. Thì giờ là mình sẽ gửi thêm một lần nước cốt nữa nha. Thì trước khi mình cho nước cốt á, mình nhớ là mình quậy lên các bạn, tránh nhiều khi cái phần đường á, nó sẽ hơi xích ở bên dưới á, thì nó cũng nó sẽ bị đứng cục á. Thì mình sẽ gửi từ từ như vậy nè các bạn, cái việc là mình gửi từ từ thôi. Rồi sau đó thì mình cũng lắc, mình sẽ lắc đều như vậy, nhớ là mình lắc cho nó thiệt là đều luôn ha. Đó, còn không mình dùng một tay thôi cũng được. Rồi bây giờ là mình sẽ cho cái phần bột vào nha. Mình nhớ là mình sẽ cho một muỗng dung như vậy nè. Cái mình cũng rải bột á, cho nó đều, đều cái đậu phộng của mình luôn. Nếu mình thấy chưa có đều á, thì mình sẽ múc thêm một ít bột nữa. Đó. Rồi bây giờ là mình cứ việc làm lắc. Đó, các bạn thấy nè, cái hạt đậu của mình á, nó sẽ đều và nó sẽ ngon hơn nè, ha, nó đẹp nữa. Mình nhớ là mình lắc cho nó đều nha các bạn. Mình chịu khó mình lắc cho nó đều tí xíu. Nếu mà các bạn thấy mà có cái hộp nào mà nó hơi dính á, thì mình sẽ dùng tay á, mình rải ra, để cho nó không có bị dính vào nhau nha. Thì bây giờ là mình sẽ làm khi nào cho đến hết cái phần bột nè, với cái phần nước cốt luôn ha. Các bạn thấy nè, đậu phộng của mình á, bây giờ nó cũng đã rời ra nè ha. Đó, nó rất là khô ráo lắm luôn nè. Đó, nó rất là tròn luôn. Ví dụ các bạn lắc á, mà các bạn thấy mà có cái hộp nào nó dính vào nhau như vậy nè, thì mình cũng rỡ ra, mình cũng gỡ nhẹ ra như vậy là nó cũng ra hết rồi nè các bạn, thấy không? Nhiều khi á là mình lắc cũng có dính, nhưng mà dính chừng vài hộp thôi, chứ nó không có dính cục với nhau đâu các bạn. Cho nên á là công đoạn này mình lắc á, mình lắc phải nhớ là mình lắc cho nó đều, chứ mình đừng có mà chế nước cốt nhiều quá, rồi cái mình cho bột vô rồi á thì mình sẽ bị dính cục lại, thì nó sẽ không có được đẹp ha. Mình mất công mình ngồi mình đứng á, mình phải gỡ ra từng hộp như vậy á, thì nó cực công mình dữ lắm. Thì mình cũng chuẩn bị cái chảo rồi nè, thì mình cũng bắt chảo cho dầu nó cho nó sôi thiệt sôi ha. Thì cái công đoạn á thì mình lắc á thì nó hơi lâu thiệt, nhưng mà mình chiên á chừng chút xíu nè các bạn. Giờ mình sẽ cho vào đây tí xíu muối nha, để giúp cho cái đậu phộng của mình á cho nó sẽ giòn nó lâu hơn. Đây mình sẽ cho vào miếng muối nha, ít thôi chứ không cần nhiều nha các bạn. Rồi mình cũng đảo cho cái dầu với muối nè, cho nó đều lên tí xíu. Với lại khi mà mình ăn á, cái hạt đậu của mình á, nó sẽ có cái độ ngọt ngọt mặn mặn á, thì nó sẽ ngon hơn. Và bây giờ là mình sẽ cho đậu vào từ từ nha. Cái này á, mình chiên á, dầu á, cho nó sôi thiệt là sôi luôn. Rồi mình sẽ để cái phần dầu với đậu phộng như nè, mình để chừng một tí xíu rồi mình hả đảo nha các bạn. Tránh nhiều khi mình cho vào mình đảo liền á, thì cái đậu của mình á, nó sẽ bột nó sẽ bị rời ra, thì nó sẽ bị nứt, thì nó sẽ không có được đẹp ha. Đó, mình các bạn thấy là đậu bây giờ nó cũng đã sôi rồi nè. Đó, thì bây giờ mình sẽ dùng cái giá mình sẽ đảo nhẹ nhẹ như vậy. Khi mà cái dầu mà mình nó nóng rồi á các bạn, thì mình sẽ để cái mực lửa cho nó thấp lại tí xíu ha. Tại vì đậu của mình có ướp cái phần đường á, cho nên nó là nó sẽ dễ bị khét lắm. Cho nên là mình để cái mặt lửa cho nó thấp như vậy á, thì cái hạt đậu của mình á, nó sẽ chín đều và nó sẽ vàng đều cho nó đẹp nha. Đó, giờ mình cứ việc làm để cái mặt lửa thấp thôi. Rồi mình chiên chừng chút xíu ha, là đậu của mình nó sẽ vàng. Mình nhớ đừng có để cho nó vàng quá nha các bạn. Mà để vàng quá thì mình ăn á, nó sẽ có cái hậu đắng á, thì nó sẽ không có được ngon nha. Cho nó vừa vàng thôi. Mình nhớ là mình chiên á, là mình cũng đảo cái đậu của mình á, cho nó đều lên vậy nè, cho nó vàng đều á, cho nó đẹp. Các bạn thấy là cái hạt đậu của mình nè, nó tròn nó ngon ghê không. Đậu á, các bạn thấy nè, bây giờ nó cũng đã vàng rồi nè các bạn. Thì bây giờ là mình sẽ vớt cái phần đậu ra nha, chứ tránh thì khi mình để trong dầu á thì nó sẽ sậm màu xuống, thì nó sẽ không có được đẹp nha. Đó, các bạn thấy nè, đậu của mình nó nhìn nó ngon ghê không. Nó cũng có nứt một tí xíu thôi, chứ không có nứt nhiều nha. Quá trời ngon luôn. Thơm quá trời thơm luôn á các bạn. Tại có nước cốt dừa, nó rất là thơm. Bây giờ là mình sẽ vớt cái đậu này ra, xong rồi mình sẽ chiên tiếp nha.
bây giờ là mình sẽ để hộp phẩm vào. Trước khi mình chiên á thì mình cũng lắc lên như vậy nè, làm cho nó đều, cho nó rời ra. Mình sẽ thả vào thì nó đậu của mình nó sẽ rời các bạn. Khi mà mình cho đậu vào á thì các bạn nhớ để cái mực lửa cao lên tí xíu, đặng giúp cho cái bột đậu của mình á, nó sẽ sôi lên rồi nó sẽ rời ra, chứ tránh như khi mình để nguyên cục á thì đậu của mình nó sẽ bị dính vào nhau á, thì nó sẽ không có được ngon nha. Khi mà nó sôi nó đều hết rồi thì mình sẽ giảm cái mực lửa cho nó nhỏ lại. Các bạn thấy nè, đậu giờ nó cũng đã sôi ha, thì bây giờ là mình sẽ giảm cái mực lửa cho nó nhỏ lại nha. Nói tiếng nhỏ chứ cũng đừng nhỏ quá nha các bạn, nhỏ quá thì cái đậu mình chiên nó lâu lắm. Đậu mẻ thứ hai của mình đã chín nè các bạn. Đó, giờ mình sẽ vớt ra nè ha. Đó, nhìn quá trời ngon luôn, thơm quá trời thơm luôn á các bạn. Nó thơm mùi nước cốt dừa dữ lắm luôn. Rồi bây giờ là mình sẽ chiên khi nào đến hết cái phần đậu thì thôi ha. Đậu phộng á thì mình cũng đã để cho nó hơi nguội nguội tí xíu nè các bạn. Các bạn thấy cái đậu phộng của mình á, nhìn nó có ngon hay không ha. Thì bây giờ là mình sẽ ăn thử thôi. Thì mình cũng mời cả nhà dùng thử chung với gia đình mình nha. Đây các bạn, mình sẽ hót cho một nắm như vậy nè. Cái mình để xuống, cái mình cũng để vào trong miệng á mình ăn. Cái đậu phộng á thì mình ăn á thì nó có cái độ giòn giòn, nó béo béo, nó rất là thơm mùi nước cốt dừa lắm luôn các bạn. Cái đậu ngọt thì nó rất là vừa ăn ha. Như cái đậu phộng này á mình ăn không hết á thì mình để cho nó nguội hẳn đi, rồi sau đó thì mình sẽ để vô trong cái keo á, thì mình sẽ để dành mình ăn dần nha. Nhiều khi bạn bè mình tới thì mình cũng có đậu phộng nè, mình để ra. Nhiều khi uống vài lon bia nó cũng rất là ngon và tiện nữa. Như các bạn thấy nè, đậu phộng của mình chiên nè, nó rất là vừa lắm luôn, màu vàng lên rất là đẹp ha. Nó không có bị cháy đen cái hộp nào, đậu phộng nào ra đậu nấy luôn. Nó cũng ít có bị nứt nữa nè ha. Như cái đậu phộng này á, thì mình sẽ để cho nó hơi nguội tí xíu, cho nó nguội hẳn luôn rồi mình mới cho vào keo nha. Thì mình có thể là mình ăn được trong vòng là nửa tháng đó các bạn. Nhiều khi có nước cốt dừa mình để lâu quá thì nó sẽ bị hôi dầu, thì ăn nó sẽ không ngon nha. Thì các bạn cũng làm ăn thử đi, ăn nó cũng rất là ngon ha. Thì video của mình là sẽ kết thúc tại đây. Mình cũng cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem video của mình nha. Nếu thích thì like và chia sẻ cho các bạn nhiều người cùng xem nhé. Và nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha. Xin chào cả nhà.